Thế sang video này chúng ta cùng luyện tập với cái bài khúc chiều tà trong đĩa thì chất số 23. Ở đây thì chúng ta có một lưu ý, đó là nó sẽ chuyển sang vị trí tay ở son. Đó, vị trí đây các bạn nhìn này, ngón số 3 chúng ta đặt ở C, chúng ta đặt ở C. Ngón tay trái số 5 đặt ở nốt son, đặt son. Trong sách không quặp ngón cái lại khi bấm phím đàn, ngón út hơi hơi khó hiểu, cái chỗ này chắc ghi sai. Ngón cái thì chúng ta cố gắng lưu ý, tôi nhắc luôn là ngón cái thì chúng ta thẳng vào vào trong phím đàn thôi, đó, không quặp quá vào như này hoặc là bẻ ra quá. Rồi ngón út thì chúng ta đánh đều đều như các bàn cái ngón trỏ này, bút ở giữa nhé. Chúng ta gặp đều như này, chúng ta không có bị duỗi ra như này, không đánh như này. Nhiều bạn hay bị một cái lỗi là lỗi duỗi ngón như này, đó là không đúng. Còn ngón cái của chúng ta nhớ là cái đốt cuối cùng này, đốt phần đầu này, chúng ta thẳng vào phím đàn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ luyện với tay trái trước nha. Chúng ta chú ý ở bài này thì là nó là giọng son và pha thăng này. Đó, vị trí tay ở son, cho nên là chúng ta lưu ý là có pha thăng. Pha thăng thì chúng ta tập tay trái thì lưu ý các cái nốt pha chúng ta có thể đánh dấu đỏ vào là có dấu thăng, không có là chúng ta nhầm nhé. Và nó cũng chuyển son re, sau đó nó dịch ngón út vào pha re. Đó, như vậy thì chúng ta lưu ý không có là chúng ta sẽ bị nhầm. Để chúng ta di chuyển như này, son pha. Trái chúng ta chuẩn bị này, đặt tay vị trí son, chuẩn bị bắt đầu. Phần tay phải vẫn là luyện tập với tiết tấu đen chấm dôi, thì chúng ta lưu ý là nó sẽ mật độ cái nốt đen chấm dôi nó dày hơn và tiết tấu nó cũng phức tạp hơn cái bài phía trước, cho nên chúng ta phải tập chậm lại và lưu ý với tiết tấu. Bây giờ chúng ta chuẩn bị để bắt đầu, đặt vào vị trí son này, chuẩn bị bắt đầu. Thank you.
Rồi chúng ta cùng làm lại một lần nữa nha. Chuẩn bị bắt đầu. Si trên đô la, trên si sa la, si đô la, à, đô trên đô si, trên đô la, si đô si la, à, si trên đô la, trên si sa la, si đô la, à, đô trên si. Chơi nhiều lần mà tốt rồi thì chúng ta bắt đầu gắp hai tay. Rồi gắp hai tay, chúng ta chuẩn bị tay đặt lên và chúng ta chuẩn bị chơi chậm thôi nhá. Ban đầu tất cả những bài mới thì chúng ta cố gắng nên chơi chậm, nhất là với những người lớn mà tự học online, chúng ta thường thường biết là cái trải nghiệm chúng ta hay muốn nhanh được thì chúng ta hay vội vàng thì nó sẽ rất là khó làm. Bởi vì là khi chúng ta vừa đánh vừa về đầu vừa đọc nốt nhạc phải điều khiển ra tay, cho nên là cái tốc độ chúng ta lúc đầu nó sẽ bị chậm, cho nên chúng ta cố gắng làm chậm lại để chúng ta xử lý cho kịp. Chúng ta xử lý nhanh giống như là đi đi xe mới học, đi phi nhanh quá thì chắc là sẽ gặp tai nạn. Ok, bây giờ chúng ta chuẩn bị hai tay, tôi đến 4 nhịp để chúng ta cùng chơi nha. 1 2 chuẩn bị bắt đầu. Chúng ta tập kỹ, nếu mà ai chưa làm tốt phần trước thì chúng ta cứ theo công thức là có thể là 2 ô 1 hoặc là 4 ô 1 lần. Chúng ta chơi chia nhỏ ra. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm từ đầu đến cuối một lần nữa. 1, 2, chuẩn bị, bắt đầu. Chúng ta kết thúc video tại đây và chúc các bạn cố gắng học thật tốt.